Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật giá vàng ngày 2 tháng 7 có khả năng chinh phục kỷ lục mới trong năm nay. Giá vàng miếng SJC tiếp tục được 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 76,98 triệu đồng một lượng, báo Quân đội Nhân dân thông tin. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn SJC 4 số 9 neo ở mức 73,95 triệu đồng một lượng mua vào và 75,55 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang mua vào mức 75,3 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua và bán ra ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 4 số 9 tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 74,7 và 75,95 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng thương hiệu PNG neo ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn thương hiệu này đang niêm yết ở mức 73,95 triệu đồng một lượng mua vào và 75,6 triệu đồng một lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng qua. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC đang lần lượt là 75,5 triệu đồng một lượng và 76,98 triệu đồng một lượng. Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu neo lần lượt ở mức 74,68 triệu đồng một lượng mua vào và 75,98 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn của công ty My Hồng được điều chỉnh tăng 300.000 đồng chiều mua vào và 200.000 đồng chiều bán, lên lần lượt ở mức 74,3 triệu đồng một lượng và 75,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới ổn định với vàng giao ngay tăng 3,5 USD lên 2.332,6 USD một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.341,9 USD một ounce, tăng 2,3 USD so với rạng sáng qua. Bước vào tuần giao dịch đầu tiên của tháng 7, thị trường vàng thế giới ổn định khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng, được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ lộ trình cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals, giá kim loại màu vàng có thể sẽ tiếp tục trồi sụt quanh mốc hiện tại hoặc có thể sẽ giảm trong thời gian còn lại của mùa hè. Báo cáo mới đây cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp và chỉ số giá sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa yếu, cho thấy lạm phát có thể tiếp tục giảm. Các dữ liệu đang giúp củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường hiện đang kỳ vọng 63% khả năng Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và sẽ tiến hành thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Chuyên gia phân tích Giovanni Stanovo của UBS cho rằng ông Powell có khả năng sẽ giữ vững lập trường rằng quyết định lãi suất của Fed sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu trong tương lai. Do đó, nếu dữ liệu công bố vào cuối tuần này cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu, giá vàng có thể sẽ tăng. Stanovo dự báo quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed có thể đẩy giá vàng lên mốc 2.600 USD một ounce vào cuối năm nay. Mới đây, công ty Kinesis Money lưu ý rằng việc giá vàng bật lên khỏi mức 2.300 USD một ounce vào tuần trước là một tín hiệu tăng giá. Điều đó cho thấy người mua sẵn sàng bước vào thị trường ở mức giá dưới 2.300 USD một ounce. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.329,1 USD một ounce, tương đương gần 71,6 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5,38 triệu đồng một lượng. Gom vàng dự trữ là cuộc chơi không ngừng nghỉ của loạt ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng vàng thế giới, tỷ lệ các ngân hàng trung ương dự kiến tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, cao nhất 6 năm qua. Các nhà quản lý cũng có kế hoạch tăng dự trữ vàng trong tương lai, ghi nhận từ báo Dân trí cho biết. Báo cáo do Hội đồng vàng thế giới WGC vừa công bố cho biết 29% trong số 69 ngân hàng trung ương được hỏi có ý định tăng dự trữ vàng 12 tháng tới, mức cao kỷ lục kể từ khi WGC bắt đầu khảo sát năm 2018. Động lực tăng dự trữ vàng
được thúc đẩy bởi mong muốn tái cân bằng chiến lược về nắm giữ vàng, nhu cầu sản xuất vàng trong nước và các mối lo ngại về thị trường tài chính bao gồm rủi ro khủng hoảng và lạm phát gia tăng. Có 13% trong số các ngân hàng trung ương định tăng mua vàng ở những nước phát triển. Các nền kinh tế này cũng ngày càng bi quan về triển vọng của USD trong dự trữ toàn cầu, với 56% tin rằng tỷ trọng của đồng bạc xanh sẽ giảm so với mức 46% một năm trước. Hơn 65% ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi có quan điểm tương tự. Họ cũng duy trì thái độ tích cực với tương lai của vàng trong dự trữ. Dường như việc gom vàng dự trữ là cuộc chơi không ngừng nghỉ của loạt ngân hàng trung ương. Những yếu tố lớn được các ngân hàng chuyển sang nắm giữ vàng bao gồm giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị cho sự bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương cũng sử dụng vàng nhằm tận dụng giá trị lâu dài, hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng và vai trò của nó như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Sức ép lớn từ thị trường, bất ổn kinh tế chưa từng có và những biến động chính trị trên khắp thế giới đã khiến vàng trở thành một tài sản được các ngân hàng trung ương quan tâm đặc biệt. Ông Sao Kai Phan, giám đốc khu vực châu Á, Thái Bình Dương của WGC, nhận định với WSG. Từ điều này, các ngân hàng trung ương không ngừng gom vàng dự trữ là điều dễ hiểu. Trong khi đó, đồng USD lại suy giảm sức hấp dẫn khi chiến sự Nga-Ukraine dẫn đến các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Ngoài ra, những lo ngại ở Mỹ xung quanh cuộc bầu cử tổng thống sắp tới cũng đè nặng lên đồng USD, khiến một số ngân hàng trung ương tìm cách giảm thiểu rủi ro. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua mạnh vàng trong 2 năm qua. Năm 2023, lực lượng này mua ròng 1.037 tấn vàng, đánh dấu năm mua ròng vàng nhiều thứ hai trong lịch sử, sau khi mua ròng kỷ lục 1.082 tấn vàng trong năm 2022. Quan điểm tích cực về vàng duy trì dù giá vàng liên tục lập kỷ lục trong năm nay. Những yếu tố ảnh hưởng như giá cả có thể tạm thời làm chậm lại việc các ngân hàng trung ương mua vàng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng lớn vẫn duy trì. Các nhà quản lý đã nhận ra vai trò của vàng là một tài sản chiến lược trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, ông Sao Kai Phan chia sẻ thêm. Chia sẻ với Kitco News, ông John Lafford, chiến lược gia của ngân hàng Wells Fargo, cũng cho rằng các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục mua ròng vàng. Nợ của các chính phủ đang tăng lên trên toàn cầu, chứ không riêng gì ở Mỹ. Đó là một lý do vì sao nhiều ngân hàng trung ương đang quay sang mua vàng. Ông Lafford nhận định, vị chuyên gia cho rằng ông không thấy có bất kỳ sự lưỡng lự nào ở các ngân hàng trung ương đối với việc mua vàng. Ông cũng cho rằng, trong môi trường toàn cầu hiện nay, các quốc gia sẽ tiếp tục đa dạng hóa dự trữ bằng cách mua vàng để bảo toàn tài sản và sức mua, vì giá hàng hóa cơ bản tăng sẽ khiến áp lực lạm phát dai dẳng ở mức cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!